ca sĩ Khánh Phương, nếu tôi sai phạm sẽ có pháp luật xử lý. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Nhớ ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Khánh Phương cho biết cuộc sống của mình bị ảnh hưởng khi thông tin vợ anh bị tạm giữ đăng tải trên các phương tiện truyền thông, đồng thời mong muốn không bị đồn thổi ác ý và gắn tên với những việc làm sai trái. Trao đổi với chúng tôi, nam ca sĩ Khánh Phương thừa nhận công việc ca hát của anh bị ảnh hưởng khá nghi khi thông tin bà Vũ Thị Thúy vợ nam ca sĩ bị tạm giữ đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Theo Khánh Phương, các fan cũng như bạn bè, người thân liên tục gọi điện, nhắn tin, để lại bình luận trên trang cá nhân của anh hỏi thăm. Giọng ca chiếc khăn gió ấm cho biết anh mừng vì những khán giả yêu mến vẫn dành nghi tin rằng anh không dính dáng đến việc làm ăn của bà Thúy. Đối với các fan, họ tiếp xúc với tôi nhi năm thì ít nhi cũng hiểu tôi là người như thế nào. Với họ, tôi vẫn chỉ là ca sĩ, đem lại cảm hứng nhất định cho cuộc sống của họ chứ họ không suy nghĩ nhi đâu. Tôi cũng mừng vì họ luôn tin tưởng mình. Còn công việc thì dĩ nhiên tôi cũng bị ảnh hưởng khá nghi. Nhưng có những show tôi đã nhận từ trước rồi thì chắc chắn phải hoàn thành. Tôi không thể vì chuyện của cá nhân mình mà làm ảnh hưởng đến công việc chung được, nam ca sĩ cho hay. Khi cập đến chuyện gia đình, nam ca sĩ sinh năm 1981 thừa nhận anh vốn sống kín tiếng, không thích chia sẻ đời tư với bạn bè, các fan nên mọi người khá bất ngờ khi biết thông tin. Giọng CA8X bộc bạch, trước giờ tôi cũng không bao giờ nói gì cả, ai muốn hiểu như nào thì hiểu, tôi không muốn lên tiếng. Tôi không thích bị nhắc tới chuyện đời tư của mình. Tôi chỉ muốn cảm ơn gia đình, bạn bè và các fan đã hiểu tôi trong suốt khoảng thời gian qua. Nếu fan không hiểu, họ chắc sẽ có những lời nói không hay dành cho mình. Nhưng tôi cảm thấy mọi người vẫn rất trân trọng và hiểu tôi ở một góc độ nào đó. Họ dành cho tôi sự quan tâm rất thật tình. Đó là đi tôi rất trân trọng. Thời gian qua, thông tin Khánh Phương đầu tư cổ phiếu cũng thu hút sự quan tâm của công chúng. Dù vậy, nam ca sĩ cho biết mình chỉ là người tập tành tìm hiểu và đầu tư chứ chưa có nhi kinh nghiệm hay là chuyên gia như nhi người đồn đoán. Tôi đơn giản là đang tìm kiếm cơ hội nào đó. Dĩ nhiên tôi cũng phải trải qua sóng gió, thất bại thì mới hiểu nó hơn. Thực sự tôi khá e ngại khi được truy thông quan tâm quá nhi đến việc này. Đôi khi nó cũng là thuận lợi cho tôi nhưng cũng là áp lực. Việc truy thông tự khai thác thông tin, phân tích ti lời lãi, tôi thấy rất ngại. Bởi thực tế là mọi người chỉ phân tích dựa trên số liệu, còn thực tế, chuyện lời lãi thế nào hồi sau mới biết. Nhưng khi có những thông tin tiêu cực lan truy thì mọi chuyện lại bị đẩy đi xa, gây ảnh hưởng đến tôi và những người xung quanh, anh nói. Và với vụ việc liên quan đến bà Vũ Thị Thúy, Khánh Phương bày tỏ mong mỏi truy thông không lôi tên mình vào. An cho rằng ai sai thì người đó chịu, nếu bản thân sai phạm thì sẽ có pháp luật xử lý. Nam CSI thẳng thắn, nếu trong vụ việc này, cá nhân nào phát hiện tôi sai phạm thì cứ tố cáo, chắc chắn các cơ quan chức năng, pháp luật sẽ đứng ra đi tra làm rõ và có hình thức xử lý. Tôi chỉ mong truy thông đừng lôi tên tôi vào vụ việc liên quan đến Thúy. Ai là người vi phạm, công ty nào thì hãy đưa thẳng tên, làm ơn đừng kéo tên tôi vào nếu nó không quá liên quan. Còn việc tôi có liên quan đến hay không, các cơ quan chức năng sẽ xác minh. Tôi không muốn người thân, khán giả của mình phải lo lắng, hỏi thăm vì những thông tin.